Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với điểm tin 24 giờ của Tam Đam Media trong ngày 30 tháng 6. Và ngay sau đây là những tin đang chú ý có trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cảnh sát và hải quan xét đã thu được hơn 12 triệu kron từ các tài xế nợ các khoản phạt vi phạm giao thông sau khi áp dụng hình phạt tịch thu biển số xe. Tại Pháp tiếp tục chứng kiến bạo loạn lan rộng sau vụ một cảnh sát nổ súng sát hại một thiếu niên 17 tuổi tại thành phố Nantes. Thống đốc thành phố Saint Petersburg và bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao đổi về hợp tác mở đường bay thẳng giữa hai thành phố trong thời gian tới. vị, cảnh sát xe cảnh báo sự thiếu tập trung, mệt mỏi hoặc mất tập trung khi lái xe có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong kỳ nghỉ hè, hầu hết người dân đều đi nghỉ xa nhà. Giao thông trong kỳ nghỉ hè sẽ phức tạp hơn và nhiều người dân sẽ có các chuyến đi dài bằng ô tô đến các vùng xa lạ. Theo các thống kê, thì nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm trong kỳ nghỉ hè đều là không điều chỉnh tốc độ phù hợp với tình trạng kỹ thuật của đường, đi vào đường ngược chiều và không tập trung khi lái xe, Cảnh sát khuyên cáo các tài xế hãy tuân thủ các quy định trước khi lên đường kiểm tra ô tô và chuẩn bị thật kỹ trước đó. Điều quan trọng là lái xe không nên chủ quan cũng như phải nghỉ đủ khi di chuyển và uống đủ nước. Tài xế cũng nên luôn theo dõi tình huống trên đường và không để bị phân tâm. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt cao khi lái xe đường dài vào ban đêm nếu những người đi cùng đã ngủ. Liên quan đến thời điểm kết thúc năm học và bắt đầu kỳ nghỉ hè, cảnh sát xe cũng đang trong tình trạng luôn sẵn sàng, mục tiêu là giám sát liên tục việc tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ và nhờ đó giúp giảm nguy cơ tai nạn giao thông càng nhiều càng tốt. Thưa quý vị, trong quý đầu năm nay, nền kinh tế Séc đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm đã sâu hơn so với số liệu ban đầu của Văn phòng Thống kê Séc công bố vào tháng 5 là mức 0,4%. Đối với doanh nghiệp phi tài chính, tỷ suất lợi nhuận tăng theo quý và theo năm nhưng tỷ lệ đầu tư lại giảm. Thu nhập và tiêu dùng của các hộ gia đình đều giảm. Tổng thu nhập thực tế của các hộ gia đình bằng tiền và phi tiền tệ tính theo đầu người đã giảm 1,2% trong quý đầu tiên so với quý trước và giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị cảnh sát xét đánh giá việc áp dụng tước biển số xe khi tài xế nợ tiền phạt là rất hiệu quả. Năm nay cảnh sát và hải quan xét đã thu được hơn 12 triệu kurun từ các tài xế nợ các khoản phạt trong vi phạm giao thông. Trong trường hợp cảnh sát hay hải quan phát hiện người lái xe đang nợ các khoản phạt do vi phạm giao thông và không đồng ý thanh toán tại chỗ khoản nợ đó, các nhân viên kiểm tra có quyền tước biển số xe hay khóa bánh xe. Và hiện đang có 16 xe bị tư biển số xe đang đậu trước văn phòng hải quan ở Praha. Công an các thành phố cũng có được quyền hạn này. Ví dụ tại thành phố Mos, tài xế tại đây hiện đang nợ 35 triệu kurun vì vi phạm các quy tắc giao thông. Nên năm nay, cảnh sát thành phố này cũng đã áp dụng hình thức tư biển số xe để đòi nợ. Đối với phần lớn người lái xe thì nguy cơ bị tư biển số xe cao đến mức họ muốn trả luôn tiền phạt. Thành phố Mos bắt đầu áp dụng hình thức phạt này từ 2 tháng trước và đến nay đã thu về được khoảng hơn 100.000 kurun. Các tài xế chỉ được nhận lại biển số xe sau khi đã đến thanh toán hết số tiền nợ và được biết thì những cuộc kiểm tra như thế này đều diễn ra hàng ngày trong tương lai công an thành phố cũng mong muốn được hợp tác với các cơ quan hải quan để có thể giải quyết mọi khoản phạt không đáng có không chỉ trong lĩnh vực giao thông Thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 6, chính thức bế giảng năm học 2022-2023 có 1,5 triệu học sinh nhận bảng điểm và bắt đầu kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tháng. Năm học mới sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 4 tháng 9 năm 2023. Ngoài các trẻ em xét thì còn có các trẻ em ngoại quốc, trong đó có khoảng 44.000 trẻ em người Ukraine cũng nhận được bảng điểm. Năm nay có số lượng kỷ lục học sinh tham gia học tiểu học. Theo số liệu thì có 1 triệu 7.778 học sinh học tại 4.261 trường cấp 1, tại các trường cấp 2 là 463.000 học sinh. Các học sinh người Ukraine hiện đang sinh sống tại Séc năm nay cũng được nhận bằng điểm. Theo thống kê của tháng 4 thì có khoảng 44.000 em. Bộ giáo dục khuyến nghị các trẻ em tị nạn sẽ được chấm điểm bằng lời và riêng biệt bởi tiếng Séc không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của các em. Ngoài kỳ nghỉ hè thì các em cũng có thể mong chờ các sự kiện và giảm giá được tổ chức bởi các cơ sở kinh doanh và tổ chức dành cho những em có bằng điểm tốt. Tuy nhiên không phải bé nào cũng có bằng điểm theo mong đợi của phụ huynh nên các nhà tâm lý học khuyến cáo các cha mẹ đừng quá mong chờ và kết quả của bảng điểm mà hãy ăn mừng sự cố gắng của con trong suốt năm học vừa qua. Thưa quý vị, cảnh sát vùng Stredotský đang điều tra hai vụ chết người liên quan đến một giáo phái hoạt động ở vùng kutnahora Hora. Hai nạn nhân đã chết trong một nghi lễ trong rừng, một người đã tự sát và người còn lại đã chết sau khi bị tấn công tất cả những người liên quan đều là thành viên của giáo phái mà người sáng lập và cũng là thầy lang đã bị sát hại vào mùa thu năm ngoái theo như những lời khai của các nhân chứng thì các thành viên của giáo phái đã vào khu rừng gần lâu đài chesky stenberg để bắt đầu một nghi lễ tẩy trần một số thành viên khác đã đến để kiểm tra và một thành viên tên là franciszek đã sử dụng xe van nhỏ để chở những thành viên đến nơi tổ chức nghi lễ tuy nhiên người đàn ông tên franciszek này được phát hiện đã chết tại khu vực Kozojet những thành viên của giáo phai khác đều khai rằng nạn nhân đã tự tử vì lo sợ phải tham gia nghi lễ Nghi lễ trong rừng vẫn tiếp tục diễn ra cùng với sự tham gia của nhiều thành viên hơn. Một số thầy lang được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn tình dục và trong nghi lễ đã xảy ra những gì hiện vẫn chưa rõ. Nạn nhân thứ hai tên là Yeri đã bị đánh đập hai ngày và đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra còn một nạn nhân khác được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời nên vẫn còn sống. Theo phát ngôn viên của cảnh sát thì vụ án đang được cảnh sát hình sự điều tra và có hai bị can nữ bị đưa ra tòa. Một người là bác sĩ nha khoa tại thành phố Kunahora và người còn lại trước đây từng là giáo viên. Hãy cùng tận hưởng mùa hè với nguồn năng lượng tuyệt vời từ Nescafe. Cứ khi mua 3 bịch Nescafe Ledova Cava Barista Style 250ml vị bất kỳ, Khách hàng có ngay cơ hội trúng 2 TV Samsung 42 inch hoặc 3 xe Electro Xiaomi Electric Scooter. Còn chân chờ gì nữa, khách hàng hãy truy cập ngay vào website tamda MU gạch chéo Nescafe để đăng ký và tham gia trúng thưởng. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda MU. Thưa quý vị, theo hãng tin TASS ngày 28 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm thành phố Derbent thuộc Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga ở khu vực biển Caspi, cách thủ đô Moscow khoảng 2.000 km về phía nam. Tại đây, ông dự một cuộc họp về du lịch gặp người đứng đầu Cộng hòa Dagestan Sergei Melikov và tham gia nhiều sự kiện khác nhân ngày lễ Al-Adha của người Hồi giáo. Tổng thống Putin đã đến thăm nhà thờ Hồi giáo Yuma cổ xưa tại đây, sau đó gặp gỡ và giao lưu với người dân trên đường. Các video được chia sẻ cho thấy Tổng thống Putin nói chuyện bắt tay và chụp ảnh với đám đông ủng hộ tại thành phố Durban, khu vực có đại đa số người Hồi giáo sinh sống. Chuyện thăm Durban của ông Putin diễn ra vài ngày sau vụ nổi loạn bất thành của lực lượng lính đánh thuê Wagner. Vào cuối tuần trước, Tổng thống Putin gọi cuộc nổi loạn của Wagner là kết quả của tham vọng thái quá dẫn đến biến chất và phản bội. Thưa quý vị, ngoại ô phía Tây thủ đô Paris và một số thành phố lớn tại Pháp tiếp tục chứng kiến bạo loạn lan rộng sau vụ một cảnh sát nổ súng sát hại một thiếu niên 17 tuổi tại thành phố Nantre. Chính phủ Pháp đã phải kích hoạt cơ quan chống khủng hoảng và tăng cường an ninh tại nhiều thành phố trước nguy cơ bạo lực gia tăng. Theo Bộ Nội vụ Pháp cho biết có ít nhất 650 vụ bắt giữ trong các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp từ tối thứ Năm đến sáng thứ Sáu, khi làn sóng biểu tình càn quét đất nước trong đêm thứ ba liên tiếp, lực lượng cảnh sát ưu tú của Pháp đã được triển khai từ các thành phố Bordeaux, Lyon, Marseille và Lille để giúp ngăn chặn các cuộc biểu tình. Các cuộc đối đầu bùng lên giữa những người biểu tình và cảnh sát ở ngoại ô Nanterre của Paris, nơi thanh niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết vài ngày trước đó và ở thành phố cảng phía nam Marseille. Nhiều nhóm thanh niên đã tụ tập đốt pháo, đập phá nhiều cơ sở công cộng và đốt cháy nhiều ô tô, một cuộc tuần hành ủng hộ nạn nhân với sự tham gia của hàng nghìn người cũng đã diễn ra ngay trong ngày 29 tháng 6 tại Nantre với các biểu ngữ phản đối hành động của cảnh sát. Tình trạng căng thẳng cũng đồng loạt gia tăng tại nhiều thành phố lớn khác của Pháp. Một số đồn cảnh sát các địa phương đã trở thành mục tiêu tấn công và đốt phá của các nhóm quá khích Khoảng 50 cơ sở học đường trên toàn nước Pháp đã bị hư hại sau hai đêm bạo động liên tiếp, trong đó hơn 10 trường buộc phải đóng cửa. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng ngày 29 tháng 6 đã triệu tập khẩn cấp hội đồng bộ trưởng và kích hoạt cơ quan chống khủng hoảng. Bộ Nội vụ Pháp quyết định triển khai 40.000 cảnh sát trên cả nước, trong đó riêng thủ đô Paris và 5.000 quân nhân cũng như sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật và công nghệ để ứng phó với nguy cơ bạo động tiếp diễn. Quan điểm của chính phủ là đảm bảo vụ việc sẽ được làm rõ ràng và công bằng. Bộ Nội vụ cũng sẽ làm tất cả để thiết lập lại an ninh trật tự trên toàn nước Pháp. Trong kết luận ban đầu công bố ngày 29 tháng 6, công tố viên thành phố Nantre cho biết tình huống cảnh sát nổ súng sát hại thanh thiếu niên 17 tuổi đã không hội tụ đủ các điều kiện để sử dụng vũ khí. Trong khi đó, Hiệp hội Thị trường các thành phố tại Pháp đã ra thông cáo chung kêu gọi người dân bình tĩnh và chấm dứt bạo động đang có xu hướng gia tăng. Thưa quý vị, cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine và gặp tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29 tháng 6. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng của xung đột Ukraine ngay sau cuộc nổi loạn của nhóm lính đánh thuê Wagner. Ông Pence đã thẳng thắn bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với Ukraine. Giờ quan sát đánh giá động thái này gửi đi thông điệp ông Pence tin rằng Mỹ nên đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chiến tại Ukraine. Theo đài CNBC, ông Pence đã đến thăm Mốt Khun, Pukha và Ipin, ba thành phố mà lực lượng Nga từng kiểm soát, cũng như gặp ông Zelensky. Trong những cố vấn hàng đầu của ông Zelensky, ông Mikhailo Podolyak nhận định ông Pence hiểu rất rõ về Nga. Hiện nay, nhiều câu hỏi đang dần xuất hiện đối với sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo một cuộc thăm dò gần đây, nhóm cử tri mà ông Pence đang cố gắng thu hút trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cũng không mặn mà với việc hỗ trợ Kiev. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, khói từ các đám cháy rừng ở Canada đang lan rộng khắp Bắc Mỹ và sang tới tận châu Âu, làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng không khí và khiến hàng triệu người ngạt thở. Cháy rừng ở Canada tạo ra mức phát thải kỷ lục và khói lan xuyên đại Tây Dương tới châu Âu, ảnh hưởng tới hơn 100 triệu người theo các quan chức canada số vụ cháy diện tích đất bị cháy cũng như lượng khói tỏa ra từ các đám cháy lớn chưa từng thấy và vẫn chưa dừng lại ngoài ra việc các đám cháy bùng phát cùng lúc trên cả nước cũng là điều bất thường Tính đến nay, hơn 8 triệu hectare rừng và đồng cỏ đã bị đốt cháy trên khắp Canada, phá vỡ kỷ lục 7,3 triệu hecta vào năm 1989. Điều đáng sợ là Canada vẫn chưa vào mùa cao điểm của cháy rừng, thường rơi vào tháng 7 hoặc tháng 8. Mùa xuân ở Canada thường khô và nóng, tạo ra thảm thực vật khô và nhiều cành cây chết, vốn là điều kiện thuận lợi cho cháy rừng. Bộ môi trường Canada cho hay những đám cháy âm ỉ trong đất có thể tạo ra nhiều khói dẫn đến lượng khí thải CO2 cao hơn. Hậu quả là cháy rừng ở Canada đang thải ra lượng CO2 nhiều hơn từ 10 đến 20 lần trên một đơn vị diện tích bị đốt cháy so với các nơi khác. Khói từ cháy rừng độc hại hơn các loại khói khác, sau đó gây nguy hiểm hơn tới sức khỏe con người so với các nguồn không khí ô nhiễm khác. Chính phủ Canada đã cảnh báo khói từ cháy rừng đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và những người có bệnh lý mãn tính. Thưa quý vị, Aspartame, một trong những chất làm ngọt nhân tạo phổ biến nhất thế giới, sẽ được WHO tuyên bố là chất có thể gây ung thư vào tháng 7 tới. Chất tạo ngọt Aspartame được sử dụng trong nhiều sản phẩm từ nước ngọt dành cho người ăn kiêng của Coca-Cola đến kẹo cao su Matcha và một số đồ uống Snapple sẽ lần đầu tiên được liệt vào danh sách có thể gây ung thư cho con người vào tháng 7 bởi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế. IARC, một tổ chức chuyên nghiên cứu về ung thư thuộc tổ chức y tế thế giới WHO, phán quyết của IARC được hoàn thiện vào đầu tháng 6 này sau cuộc họp với các chuyên gia bên ngoài nhóm nhằm đánh giá liệu một thứ gì đó có phải là mối nguy hiểm sức khỏe tiềm ẩn hay không dựa trên tất cả các bằng chứng đã công bố phán quyết không tính đến lượng sản phẩm mà một người có thể tiêu thụ một cách an toàn tuy nhiên những phán quyết tương tự của iarc trước đây đối với các chất khác nhau đã khiến người tiêu dùng lo ngại về việc sử dụng chúng dẫn đến những vụ kiện và gây áp lực buộc các nhà sản xuất phải điều chỉnh công thức và đổi sang các chất thay thế điều đó dẫn đến những lời chỉ trích rằng cách đánh giá của iarc có thể gây nhầm lẫn cho công chúng Thưa quý vị, theo AFP, ngày 29 tháng 6, nhà khoa học máy tính Geoffrey Hinton được xem là cha đẻ AI. Bố già AI mới đây đã có bài diễn thuyết tại Hội nghị Công nghệ Coalition được diễn ra ở thành phố Toronto, Canada. Theo đó, cha đẻ AI Geoffrey Hinton hối thúc chính phủ các nước trên thế giới hành động để ngăn chặn viễn cảnh máy móc kiểm soát xã hội loài người trong bài diễn thuyết ông hinton cho rằng cần nghiêm túc đánh giá rủi ro của ai trước khi ai trở nên thông minh hơn con người giới nghiên cứu và các nhà phát triển cần nỗ lực tìm hiểu về nguy cơ công nghệ này có thể tìm cách và giành quyền kiểm soát trong tương lai ông cảnh báo rằng những rủi ro của ai nên được xem xét một cách nghiêm túc bất chấp những người chỉ trích rằng ông đang thổi phồng vấn đề ông hinton cũng bày tỏ quan ngại rằng việc AI làm gia tăng nguy cơ bất bình đẳng khi phần lớn năng suất khổng lồ của AI sẽ mang lại lợi ích cho người giàu thay vì thành phần lao động. Ông cũng chỉ rõ mối nguy từ tin giả do các chatbot dựa trên AI như ứng dụng ChatGPT tạo ra. Trước đó, hồi tháng 5, Geoffrey Hinton tuyên bố từ chức tại tập đoàn công nghệ Google. Sau hơn một thập niên cống hiến, chia sẻ với báo giới, ông cho biết quyết định rời Google để có thể tự do cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn của AI đối với con người. Cơ hội việc làm dành cho bạn. Tổng kho Tamda Hostivice cần tuyển dụng nhân sự các vị trí sau: Nhân viên lái xe, yêu cầu có bằng lái xe, ưu tiên cho người có bằng lái xe hạng C và bằng chuyên nghiệp. Công ty có hỗ trợ tiền ăn trưa. Nhân viên kho, yêu cầu khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chịu khó, phù hợp với người có nhu cầu làm việc lâu dài và ổn định. Nhân viên thị trường, yêu cầu biết lái xe giao tiếp tốt, được cung cấp ô tô, máy tính bảng và điện thoại để phục vụ cho công việc. Đặc biệt công ty có ký hợp đồng với người có visa lao động. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số 778078383. Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 6, Thống đốc thành phố Xanh Petersburg Petlop đã có cuộc gặp và làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, nhân dịp ông dẫn đầu đoàn đại biểu sang dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 30 tháng 6, cho 100 năm kể từ ngày người lần đầu đặt chân đến Petrograd, lãnh đạo hai thành phố đã trao đổi về nhiều nội dung hợp tác, bao gồm mở đường bay trong thời gian tới. Tại cuộc gặp, thống đốc thành phố Saint Petersburg, Nga, Beklov nhắc nhớ về sự gia tăng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa với thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền Saint Petersburg đang làm việc để đổi mới lộ trình hợp tác giữa hai thành phố. Theo ông, hiện nay trong chương trình nghị sự của hai bên là vấn đề tổ chức đường bay thẳng giữa Việt Nam và Saint Petersburg. Điều này sẽ không chỉ góp phần vào sự tăng trưởng dòng khách du lịch chung mà còn mang đến những cơ hội mới cho phát triển các mối quan hệ kinh doanh với sự hợp tác phát triển tích cực giữa thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên mong muốn Saint Petersburg chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng năng lực an ninh mạng, xây dựng ứng dụng nền tảng số, công nghệ số. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động xúc tiến hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và gần gũi giữa hai thành phố. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39-2023, Nghị định Chính phủ của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Theo đó, Nội dung thí điểm đấu giá biển số xe ô tô quy định tại nghị định này được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định 39-2023 NDCP nêu rõ, người tham gia đấu giá là tổ chức cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan, Đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng, phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản an toàn an ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số xe ô tô của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, ký hiệu series A B C D E F G H K L M N P S T U V X Y Z trên nền màu trắng chữ số màu đen chưa được đăng ký dự kiến cấp mới đang trong hệ thống đăng ký quản lý xe của bộ công an và bổ sung số lượng biển số xe ô tô cho công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp hết biển số xe ô tô để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo cũng công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá ít nhất 30 ngày trước khi tổ chức phiên đấu giá. Bộ Công an chuyển danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời thông báo công khai danh sách kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông có đường dẫn đến trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. thưa quý vị trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế của người lái ô tô là một trong nhiều điểm mới của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ bộ công an đề xuất bổ sung quy định trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe khi tham gia giao thông đường bộ. ngoài ra trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật đồng bộ, người lái xe phải kiểm tra hướng dẫn việc thắt dây an toàn cho trẻ em. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 39/2016 về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Kể từ tháng 9 tới, các ngân hàng không được cho vay vốn để gửi tiền, thanh toán tiền mua, góp vốn của công ty chưa niêm yết. Mua vàng miếng gửi tiết kiệm, thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới. Theo đó, tổ chức tín dụng sẽ không được cho vay đối với các nhu cầu vay vốn như sau vay để đầu tư kinh doanh ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của luật đầu tư, vay để thanh toán các chi phí đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động kinh doanh thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và các giao dịch hành vi khác mà pháp luật cấm, vay để sử dụng, mua các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của luật đầu tư, tổ chức tín dụng cũng không được cho khách hàng vay để mua vàng miếng, bên cạnh đó việc vay để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật cũng không thể tiếp cận vốn từ ngân hàng cũng bị cấm thực hiện Thưa quý vị, ngày 29 tháng 6, tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Cường, 32 tuổi, ngụ thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, Trà Vinh để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 30 ngày 23 tháng 1, Công an huyện Càng Long phối hợp công an thị trấn Càng Long kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn khóm 5 thị trấn Càng Long. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong cốc xe máy biển kiểm soát 84L155341 do Cường điều khiển có nhiều vật dụng kim khí nguy hiểm. Kết quả giám định kết luận đoạn kim loại dài 13cm có bao màu đen. Một đầu có gắn khoen hình tròn bằng kim loại là vũ khí có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và là vũ khí quân dụng thuộc loại súng chế tạo thủ công hình bút bắn đạn nổ. Hiện tại súng còn bắn được. Một viên đạn gửi giám định là vũ khí thể thao thuộc loại đạn cỡ 5,6 x 15,5 mm dùng để sử dụng cho khẩu súng trên. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận có đặt các dụng cụ là súng trên qua mạng xã hội với giá 200.000 đồng và mua về để phòng thân hiện vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nêu trên được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật Tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.